phụ kiện ngon bờ rẻ, xin chào nhé. Hôm nay thì phụ kiện ngon bờ rẻ sẽ giới thiệu cho anh em gói combo miếng dán PPF và miếng dán kính cường lực. Và miếng dán PPF này và miếng dán cường lực này, và khả năng của nó có, nếu chúng ta dán PPF chúng ta không dùng ốp, liệu khả năng chịu lực và tránh va đập của nó có tốt không, và tôi sẽ test cho anh em ngay sau đây. Bây giờ sẽ hướng dẫn anh em dán trước. Đầu tiên khi mà dán được, anh em phải đặt cái lỗ này, đặt miếng dán PPF nó vừa với lỗ camera để cho ta xoay đúng chiều của nó. Xong rồi anh em lấy dao tem cậy một ít lên, rồi anh em gọt nó ra, rồi gọt ít ra, rồi anh em xé bỏ cái lớp bên dưới này đi. Ok chưa, xé bỏ lớp bên dưới này. Chúng ta đặt lại lỗ camera, em quay sát lại cho anh. Và lưu ý là khi anh em làm mấy cái công việc này thì anh em cần phải chân tay sạch anh em nhé. Ok, lỗ cam này khít này, anh em nhìn tiếp lỗ loa khít này, và cái lỗ này của nó khít này. Đó, ok chưa, nó khít đi vào như này. Thì anh xong rồi, anh em sử dụng một thẻ ATM hoặc bất kể là một cái sản gì khác, em gạt nó lên như này cho tôi. Ok chưa ạ? Khi anh em đặt cân rồi nha, chỉ việc gạt là nó ăn thôi. Đó, gạt như này. Và khi nói qua tiếp cho anh em này, khi mà ví dụ nó bị bọt ở đâu, anh em phải nhấc lên này, đẩy nó ra như này. Ok chưa? Và cái này tôi sẽ là test cái độ khả năng chịu lực của nó, nên tôi sẽ làm dán nó sơ sài và dán với tốc độ nhanh nhất cho anh em. Ok chưa? Còn dán cái này thì nó yêu cầu phải tính tỉ mỉ, nhưng phát này tôi sẽ làm sơ sài cho anh em thôi, hướng dẫn những cái chính thôi. Còn anh em về, anh em muốn nó đẹp thì anh em thì là tự là làm nó tỉ mỉ hơn. Còn bây giờ tôi chỉ mục đích của tôi chỉ muốn dán nó vào, và tôi sẽ test độ thử cho anh em thôi. Tất cả các góc này nhá, anh em miết nó xuống này. Chúng ta là quan trọng là hiệu quả thôi, còn dán thì chắc chắn nó là đẹp thôi. Khi nó đến các góc này anh em nhé, anh em phải dùng cái bật lửa này. Tắt quạt em ơi. Bốn cái góc của nó, anh em sẽ quặp nó xuống như này. Như nó góc này thì nó chưa ăn đâu. Bốn góc này chúng ta phải dùng bật lửa cho nó hơ vào. Hoặc là trong quá trình sử dụng mà anh em bị nó mà bị bong chóc, nó bị bong anh em rồi nó bật lửa anh em hơ vào. Còn khi mà chúng ta dán nó đã ăn rồi thì anh em dùng 10 năm không bong. 10 năm là nó hơi điêu, nhưng thực chất nó có thể lên đến 100 năm. Ok, và cái kính cường lực Besson này thì là mình đã dán lên rồi nhá. Bây giờ tôi sẽ test thử cho anh em cái này. Thường anh em sử dụng điện thoại đúng không? Cái viền cam ở đây không có, tôi kệ đi. Bình thường gọi test thử độ cao này. Được chưa? Uy tín. Tiếp này. Đây, ví dụ anh em rút cho quân ạ. Chưa? Khi cái lực rơi này thì là nó không bao giờ có thể làm xước được, vỡ được cái kính bên trong của các bạn đâu. Bởi vì cái miếng PPF của nó có sự đàn hồi rất là tốt. Và có rất nhiều anh em hỏi là cái miếng này thì là nó, Ví dụ anh em ấy mà đi ngoài đường, đi tốc độ 80 rơi, mà nó rơi điện thoại này thoải mái. Và
bên nữa. Demo test thực tế. Anh em mua hàng thì là anh em có thể giúp mình nhắn tin vào fanpage Phụ Kiện Điện Thoại Ngon Vừa Rẻ, hoặc là anh em phải qua trực tiếp tại cửa hàng mà ở bài viết mình đã ghi. Và mình cũng xin nhắc lại anh em mà trên thị trường có rất nhiều fanpage nhái lại cái cóp lại video của mình và làm. Và những sản phẩm đó không phải là sản phẩm chất lượng tốt và không phải sản phẩm của Phụ Kiện Ngon Vừa Rẻ. Phụ Kiện Ngon Vừa Rẻ của mình thì có tại địa chỉ là 145 Đại La, 258 Lê Thanh Nghị, số 2, số 46 Nghị Thanh, 104 A12 Tôn Thất Tùng, và ở đường ngã tư 27/7 ở thị xã Phú Thọ, mình có cơ sở mới ở đó. Còn về tất cả mọi cái là anh em dùng cái miếng PVF này thì rất là uy tín này. Và mình xin đọc giá cho anh em là về cái combo. Thì combo ở đây thì là cửa hàng mình có cho 7 blood và 8 blood, và combo cửa hàng mình đang bán là 300.000. iPhone X và iPhone X Max, mặc dù mình là PVF và kính cường lực, bên mình đang bán là 330.000. Và riêng của iPhone 11 Pro Max thì gói combo của nó sẽ là lên 400.000. Bởi vì sao? Nó sẽ là như này. Nó sẽ là mình dán PPF của 11 Pro Max, cửa hàng đang dán là 250.000. Mình dán đúng miếng này luôn. Và một cái kính cường lực phun chống bụi bằng loa này là 200.000. Và của nó lên là 450.000 rồi. Và 11 Pro Max thì là mọi người có thể sử dụng thêm một cái viền cam, à cái kính cường lực bảo vệ camera. Kính cường lực này giờ mình chỉ còn của 11 và 11 Pro Max. Nên anh em dùng X Max thông cảm không ngoài. Đó, thì là dán lên là bộ này của nó là thêm cái này là bộ của nó là 400.000. Và nếu anh em muốn sử dụng của 11 Pro mà muốn sử dụng cái zin bảo vệ camera này thì cái riêng bộ zin này mình đã bán 180 rồi, cộng với cả 450 của nó lên là 630. Và bộ này combo mình bán là 500.000. Anh em mua hàng thì là nhắn tin vào fanpage ủng hộ mình nhá. Test lại phát này. Hai phát trước đỏ thì nó vỡ, cái phát này cũng mất đi. Thế nó vẫn giống vỡ, thế mình đâu. Ok chưa anh em?